2023 2016 này. 320F thì tài khoản Google này mình hướng dẫn các bạn mở luôn nhé. Và kết nối Facebook ở kết nối Wi-Fi. Có tài khoản giờ mình hướng dẫn các bạn mở nhé. Các bạn ấn cái nút này 3 lần. Như các bạn vào bài bát này. Các bạn đăng nhập một cái tài khoản Gmail vậy. Tắt máy khởi động nào.
Bây giờ nó báo tài khoản đã thêm rồi nhé. Đã xong nha các bạn nhé, rất đơn giản. Thấy có đơn giản vào xong nhé. Đây cái tài khoản mình vừa thêm đây nhé, rồi mình phải thoát ra. Z320 con này nó chạy phiên bản 5.1 nên là mở nó dễ thôi các bạn. Được con phiên bản lên 7.8 chấm bây giờ nó khó khăn hơn rồi, không dễ thì cái này đó. Bây giờ mình xóa những cái phần mềm mình vừa cài cài đặt thôi. Thì máy này chắc có bạn nào cũng định hack rồi nhưng mà không hack được, cũng không phá được tài khoản, mang đến mình phá tải đúng cái nó mới nhập. Bạn tải nhầm cái hoặc là không phù hợp với phiên bản nhưng không thể nào ấy đâu. Và nó rất lượng cái con này nó đang chạy ở phiên bản bao nhiêu thì mới mở được.